Rồi xong rồi buổi đi thu hoạch ốc, đã được nửa ký ốc Mượn Hòn rồi. Bây giờ mình đem về mình nuôi hay là mình đem về mình làm món gì ăn nè? Rồi, mê mệt luôn, chơi ốc Mượn Hòn mà. Nè, đi. Thank you so much. It's been emotional. Đó. Đâu? Nè, nó bò này con. Nè, nó bò nó nè. Ốc Mượn Hòn nè. Con gì con đó con gì? Con hồn, mất là con hồn. Ốc Mượn Hòn. Còn nó là con hồn. Kìa nó bị cắt. Lắp rồi kìa. Nó trộn rồi, nó trộn rồi. Lên đây, lên đây, lên đây. Đó. Ờ, nó trốn rồi, nó lạnh, nó trốn. Nè, cho nó ở trên đây nha. Bắt đi, con bắt đi. Nó trốn rồi kìa, nó trốn rồi. Thấy nó không? Thấy nó không? Bởi lên đi, bốc lên, lấy nó lên. Không thấy rồi. Đây nè. Nó đảo chiều nó vô đường nha, nó vô đường nó bắt được nha. Nó khôn lắm.
đưa bố đi. Bà đưa bố đi con. Nhỏ ném mà. Chừng ngày. Trời ơi, con đi bóc vô, bóc ra. Quá trời ốc luôn. Trời sao bới được con ốc to kìa. Gì không biết nữa. Nhiều ốc quá hả con? Nó bò kìa. Quá trời ốc luôn á. Quá đất kìa. Còn đầy rẫy đâu nè. À đúng rồi, đưa cái cào quá. Chị Hai thông minh quá. Xong rồi buổi đi thu hoạch ốc đã được nửa ký ốc mượn hòn rồi, bây giờ mình đem về mình nuôi hay là mình đem về mình làm món gì ăn nè. Trời, mê mệt luôn, chơi ốc mượn hòn mà nè, đi úp được vô chạy đi vô ốc. Anh thả luôn rồi kìa. Không sao con, mình thả với mình đúng không? Thôi nó chạy nè, quay lại, quay nó chạy, chạy kìa, nó chạy quay, quay cái đèn này đi. Wow, dạy cũ rồi đó luôn. Quá trời luôn. Chạy kìa, nó chạy kìa, nó chạy kìa.